Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến qua trang web tiểu học Trần Quang Diệu.hochiminh.edu.vn. Hôm nay ta sẽ học bài nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số tiếp theo. Tiết 111. Các em mở sách giáo khoa trang 115 và học cùng cô nhé. Phép nhân 1427 nhân 3 bằng bao nhiêu? Đây là phép nhân số có 4 chữ số nhân với số có 1 chữ số. Muốn nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số, ta cũng thực hiện theo hai bước. Bước 1, đặt tính. Bước 2, tính từ phải sang trái. Cách đặt tính như sau. Ta viết thừa số thứ nhất ở hàng trên, rồi viết thừa số thứ hai ở hàng dưới, sao cho hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, tức là số 3 đặt thẳng cột với số 7. Viết dấu nhân ở giữa hai số. Sau đó kẻ vạch ngang phía dưới hai thừa số. Như vậy, cô đã thực hiện xong bước 1. Chuyển sang bước 2. Cách tính, ta nhân lần lượt từ phải sang trái. Bắt đầu tính. 3 x 7 bằng 21. Viết 1 nhớ 2. Lượt nhân thứ hai. 3 x 2 bằng 6. Thêm 2 nhớ bằng 8. Viết 8. Lượt nhân thứ 3. 3 x 4 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. Lượt nhân thứ 4. 3 x 1 bằng 3. Thêm 1 nhớ bằng 4. Viết 4. Vậy 1427 nhân 3 bằng 4281. Ở phép nhân này là phép nhân có nhớ 2 lần. Cô lưu ý các em, trong phép nhân có nhớ, các em lưu ý cộng thêm số nhớ vào kết quả lần nhân tiếp theo. Nhắc lại cách thực hiện. Lần 1, nhân ở hàng đơn vị có kết quả vượt qua 10, ta nhớ sang lần 2. Lần 2, nhân ở hàng chục rồi cộng thêm phần nhớ. Lần 3, nhân ở hàng trăm có kết quả vượt qua 10, ta nhớ sang lần 4. Lần 4, nhân ở hàng nghìn rồi cộng thêm phần nhớ. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thực hành. Bài 1, tính. Các em vận dụng kiến thức cô vừa giảng. Các em thực hiện bài 1 vào vở nhé. Bài 2, đặt tính rồi tính. Bài 2 có 2 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, đặt tính. Yêu cầu thứ hai, tính. Bài 2 có câu A và câu B. Các em cũng thực hiện bài 2 vào vở nhé. Bài 3, toán giải. Mỗi xe chở 1425 kg gạo. Hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo? Bài toán cho biết gì?
Bài toán cho biết mỗi xe chở 1.425 kg gạo. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi 3 xe như thế chở bao nhiêu kg gạo. Chúng ta cùng tóm tắt bài toán. Một xe chở 1.425 kg gạo. Hỏi 3 xe chở bao nhiêu kg gạo. Các em đọc đề, suy nghĩ. Bài toán này thuộc dạng toán gì? Và chúng ta giải vào vở nhé. Cô gợi ý bài giải như sau. Bài 3 thuộc dạng toán gấp một số lên nhiều lần. Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. Với bài giải này, một xe chở 1.425 kg gạo. Vậy muốn tìm 3 xe, ta chỉ việc lấy số gạo của một xe nhân cho 3. Các em cùng thực hiện vào vở nhé. Bài 4. Toán giải. Tính chu vi khu đất hình vuông có cạnh là 1.508 m. Để tính được chu vi, chúng ta cùng ôn lại kiến thức cũ. Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài của một cạnh nhân với 4. Các em giải bài này vào vở nhé. Bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Cô dặn dò thêm các em nhớ làm các bài tập từ bài 1 đến bài 4, trang 115 sách giáo khoa toán và gửi bài làm cho cô nhé. Cô chào tất cả các em.